Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh điện tử Audio Anh Nguyễn Hải Dương, có địa chỉ khu dân cư Bờ Đa, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Quay lại với clip ngày nay, anh Nguyễn trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn là những người đam mê và say đắm về chất loa Mỹ. Trước mắt quý vị và các bạn, đó là một loa Mỹ đến từ thương hiệu JBL, có model là 826. Thì đây là một dòng loa bãi do Mỹ sản xuất. Dòng loa này, dòng loa nó có một cái đặc biệt và nó có một cái dị hơn các dòng loa khác. Đó là nó có một cái thiết kế thùng kiểu hình máng lợn, tức là nó mở rộng cái thị trường phía trước để khi âm thanh phát ra nó sẽ loe ra, giống như cái đèn pin cái bác xoay, nó sẽ mở rộng thị trường ra. Như vậy nó sẽ được lan tỏa ra phía trước và có thể đáp ứng được cho đông đảo người nghe một cách thỏa mãn nhất. Thì nói về dòng loa Mỹ, có lẽ là những bác nào đã dùng rồi thì sẽ cảm nhận cũng như là đã hiểu được cái chất của loa Mỹ nó hay như nào. Nhưng em vẫn xin được nhắc lại, loa Mỹ thì nó có những cái mà đặc thù riêng của nó. Thứ nhất là cái dòng này có một cái mùi thơm, điều đó là các bác phải cứ nhận với em là có mùi thơm. Khi mà loa được đánh mạnh thì nó sẽ đẩy hơi ra phía trước và cái mùi thơm nó sẽ lan tỏa. Thứ hai nữa, tiếng tép của loa Mỹ nó rất là gọn, rất là mịn, đánh rất là sáng, rất là sáng nhá, được gọi là tiếng chép huyền thoại và tiếng xét xé lòng. Kết hợp với cái bát đó nữa, cái bát nó thì bao giờ cho chất lượng âm thanh rất là êm, là ấm, tức là nó chơi âm nó rất sạch sẽ, trong sáng, chi tiết và mềm mại. Thì ngày nay em phải được một đôi duy nhất, đó là loa JBL có model là 826. Thì đây là dòng loa thiết kế đứng bao nhá, sử dụng hai đường tiếng bát 40 từ 19 họng 75 và tép kèn titan từ 14 họng 4,4. Khi nói về loa Mỹ, có lẽ là các bác cũng không lạ gì chứ là nữa, và là có rất nhiều anh em chơi rồi, đặc biệt là những anh em thích loa Mỹ, nó rơi vào các tỉnh thành như sau: Ninh Bình này, Bắc Ninh, Bắc Giang, rồi là Hải Phòng, Quảng Ninh, cũng như là Ninh Bình hoặc là Hưng Yên. Thì các bác rất là xứng loa Mỹ, bởi các bác nó như là một phong trào ấy, là hiệu ứng ấy, ở những khu đó mà các bác đã được trải nghiệm rồi. Thì bây giờ em xin giới thiệu cái tổng quan cũng như là chi tiết về đôi loa này. Và cái đôi loa đây là đôi loa JBL có một điện là 826, nó giống như 926 nhá. 926, 826 là 1, 835. 835 này, rồi là 935 là 1. Khác mỗi cái check là cái là đít bằng nhựa và cái là đít là gang. Có thiết kế như nhau. Thì đây là cái phía trước của nó, rất là đẹp vào nhá, đúng không? Rất là đẹp. Thiết kế thùng rất độc lạ, tức là nó sẽ là mở rộng hai cái bên thành dọc này nhô ra, và cái phần mà để lắp loa thụt vào để nó mở rộng thị trường âm thanh ra. Thì kích thước của loa này, cái chiều rộng này là 70 đấy, và cao là 1m02, sâu là 45. Các bác có thể trồng được cái súp 918 rồi là 918 và 88 lên đỉnh, hoặc là 935 918 vân lên được nhá. Đấy, lên được luôn. Đây là thiết kế này. Và đôi loa này em nhập về trong tình trạng đẹp xuất sắc, tức là góc cạnh zin ràng luôn. Đấy, gần như không có tí xước sắc nào. Bạn nhìn nào, hai đôi như một luôn. Hai chiếc như một. Xuất sắc, không tì vết. Loa của em chọn kỹ lắm. Đấy, kỹ lắm mới nhá. Đây này. Tất cả là các thành cạnh của nó. Nét căng. Nét căng. Nhưng dòng loa này các bác mua và chỉ cắm nhạc mà chơi thôi, chứ không phải lo nghĩ gì. Đấy. Và cụ thể với sau hơn nữa đây. Thế này nó hỗ trợ hai đường vào. Hai đường vào bằng jack 6 ly. Và model của nó là 826, được sản xuất tại Mỹ, bang California, Florida. Và cái này nó có 3 chế độ ánh, một là giữ nghiêng ngay. 3 chế độ ánh. Một là cộng 2 dB, hai là trừ 2 dB và 0 dB. Đấy, còn cộng 2 là tiếng sét nó sáng. Bác nghe một tiếng chắc nó dịu thì bác có thể về 0 hoặc là âm 2, và tùy các bác gạt theo cái cách của mình nghe. Thằng Mỹ nó khi thiết kế nó tính rồi, tính cho bác nghe rồi. Đấy. Đấy là về toàn bộ cái thùng nó sẽ đẹp như thế này. Đẹp góc cạnh luôn. Không thể có điểm chê. Hay căng sáng mướt luôn. Đấy về check của nó, là cái check Mỹ này anh em nào đã gọi là chân dân mà loa Mỹ thì biết rồi. Từ 14 học 14. Còn nguyên tem mác này. Đấy. Cái dấu còn nguyên này. Đấy. Cái từ này nó bẩn theo thời gian thôi.
nhưng nó còn nguyên chất Mỹ, lực thừa rất mạnh. Cả cả cái phễu này nó đều có dập cái sơ gì hết. Này có Mỹ, từ của nó rất to luôn, gấu. Lực từ nó rất là mạnh. 14. Đây là cái bát của nó. Cái bát nó thì bác nhìn đây, cái dòng Mỹ bao giờ nó là khung bằng nhôm đúc nguyên khối. Còn nguyên sơ gì luôn. Bác có thể nhìn trông biết ngay đúng không? Từ không to chỉ là 19 hoặc hơn một chút thôi. Nhưng mà cái sắt từ bác nhìn này. Nó sản xuất từ những thập niên 90 bây giờ bác nhìn nó còn chất không? Chất lơ luôn. Đấy, màng giấy và cỏ kia bác nhìn còn chuẩn luôn. Đấy. Cỏ nó còn rất là đẹp nhá. Em quay kỹ các bác khi mà hỏi mua cứ thế là mua thôi chứ không phải ngại nữa. Đấy, cỏ cái này. Giữa màng và nhện đỏ lớp keo rất là tròn xoe luôn. Đây cái bát 1. Em quay bát thứ 2. Gần lụa bằng giấy. Úi giời. Mẹ mình đẹp chưa? Không thể chê được đúng không? Và mức giá nó rất hợp lý thì em sẽ điền ở thanh chủ đề mọi nhá. Thanh chủ đề. Đây là toàn bộ phía trên luôn đây. Đẹp như em bé luôn. Đẹp như em gái 18 tuổi đang lên chồng. Vẫn có mùi thơm như dùng rồi. Tức là 18 đẹp như 18 mình dùng rồi mọi nhá. Đấy lò vãi. Tình trạng đẹp rất sắc. Thì đối với dòng này em cũng không cần phải test âm nữa bởi vì là đã quá quá nhiều anh em test rồi. Đã quá quá nhiều anh em thử rồi. Quan trọng là độ zin, độ đẹp và độ chất cũng như cái giá các bác quan tâm thôi. Cái giá của nó thôi. Chứ còn là em nghĩ là những cái dòng này thì miễn này bạn. Cả phân tần mà này, còn chất của nó nguyên luôn. Cái phân tần đây. Bông cái âm nó rất là chắc chắn này. Trên cái phân tần đều có model là 826 hết này. Đây các nhìn. Dùng cái máy nó nét thế mà. Đấy, 826 các nhìn chưa? Zin và zin, cả cái dây này mà. Nếu là cái dây Mỹ cho bên ngay. Đấy. Dây Mỹ nó bên ngay. Thùng quá đẹp luôn. Thùng chất của nó luôn. Thùng gỗ ép bên này cũng vậy. Chất lờ luôn. Em bán thì em bán nó chất đó. Hàng chất cực kỳ luôn. Đấy, mọi nhìn xem. 826. Chất lượng thực tác, mát zin, thùng đẹp, tép lẩy, giá hợp lý. Con này bác kê vào thì rất là đẹp, hoặc là bác chơi quả súp nữa mà ok. Quả súp, em quả súp Mỹ mới nhá. 918, giá hợp lý cho các bác. Các bác có nhu cầu, hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 553 140. Em ra hàng toàn quốc mới nhá. Toàn quốc, đẹp thật.